Hi, welcome to KFC. We're gonna try some KFC. This is Dakao Ward. We're gonna order some Rồi đây là cái combo. Xin chào. Cho cái combo C1 ha. C1 ăn ở đây. So that's 89,000 dong. That's like about $3 or $4 or $3 or $4. Thiếu dùng gà canh hay gì? À không cay. Ai nước cho con mò đó, con có xài trung bình nhưng mà không nước gì cũng được hết. Của mình là 99,000 vậy đó. À 99. Combo A, 89,000 đồng. Combo B, với là sandwich and nuggets. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tới everything hả? Oh, there is a Dakao Ward. Nó nói nó thật ra đâu có sao đâu. Thầy quý chí vui mà, giải trí mà. Chúc mừng năm mới à. Ồ, trong đặng KFC cũng được ăn vui với không? Muốn chi? Tomato. Muốn chi? Giết xuống. Cái đó là gì mà là tomato? Nó là gì? French fry. Wow, nó tiếng Mỹ hay quá hả? Ồ, about one for $2. So this is the 99,000 dong. The two piece good fries and things. That's like about $3 or $3.30. Cái này đi du lịch quay phim vui lắm. Mấy thằng Tây thích coi lắm. Ăn cái gì mà có Tây là nó thích. Hamburger, fried chicken là nó thích. Hamburger, fried chicken, pizza. Gotta get a sausage. Food in Vietnam really cheap, even Western food, about $2, $3.50 like that. Vietnamese.
French fry for 5.18. Khoai tây đất.